Trong thời gian qua, những thông tin về hình ảnh chi tiết của Toyota Camry 2022 đã liên tục bị rò rỉ tại Việt Nam, cho thấy chiếc xe chỉ còn đợi một thời điểm chính thức để ra mắt khách hàng. Và thời điểm đó đã chính thức được ấn định là vào ngày 17 tháng 12 2021 tới đây. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, lễ ra mắt Camry Facelift sẽ được tổ chức online và phát trực tiếp trên fanpage Facebook Toyota Việt Nam vào 10 giờ sáng. Ở bản facelift mới, xe có 4 phiên bản bao gồm 2.0G, 2.0Q, 2.5Q và 2.5HV. Toyota Camry 2022 tiếp tục nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên không thuộc diện được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Hiện tại, Toyota chưa công bố thông tin kỹ thuật từng phiên bản của Camry 2022, chỉ biết so với Camry 2.0G, bản 2.0Q được nâng cấp 15 hạng mục. Trong đó, đáng chú ý nhất là gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense 2.0, bao gồm loạt tính năng đèn pha tự động chỉnh độ cao, tự động phanh phía trước, cảnh báo trực làn đường, tự động giữ làn đường, cảnh báo tài xế mất tập trung, ga tự động thông minh và hệ thống 9 túi khí. Ở ngoại thất, Toyota Camry 2022 có thiết kế đầu xe mới với hộp gió trung tâm cỡ lớn, tách biệt rõ ràng hơn với cản trước. Hộp gió này đi kèm nan nằm ngang màu đen hoặc xám kéo dài sang hai bên. Bao quanh hốc gió trung tâm này là đường viền hình chữ C dày dặn và có màu tối, thêm vào đó là lưới tản nhiệt cải tiến nhẹ nằm phía trên hốc gió trung tâm. Ở bên hông, các chi tiết khu vực này vẫn được giữ nguyên với mâm xe 18 inch thiết kế đa chấu. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, có thể chỉnh điện, gập tự động và nhớ vị trí. Ở phía sau, phần đèn hậu vẫn là chi tiết nổi bật nhất ở phần đuôi với thiết kế hình chữ C kéo dài. Ngoài ra, thiết kế phía sau của xe không có gì thay đổi so với trước. Ở bên trong khoang cabin, điểm thay đổi dễ nhận thấy là khu vực màn hình giải trí không được đặt chìm trong trung tâm mà đã được thiết kế nổi lên, nằm độc lập trên cửa gió điều hòa. Theo đó, màn hình này có 9 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay. Ngoài ra, những chi tiết khác đều được giữ nguyên như hệ thống điều hòa tự động 3 vùng, màn hình tốc độ 7 inch phía sau tay lái, sạc không dây. Sở hữu chiều dài cơ sở lớn nên không gian khoang hành khách mang đến sự rộng rãi, êm ái. Toàn bộ ghế ngồi trên xe được bọc da hiện đại. Trên ghế lái còn có chức năng sưởi ghế, massage chân và nhớ hai vị trí. Hàng ghế sau được trang bị đầy đủ tựa đầu, tựa để tay, hệ thống cửa gió điều hòa cho hàng thứ hai. Toyota Camry 2022 sắp ra mắt tại Việt Nam sẽ có sự thay đổi lớn ở khối động cơ khi chỉ còn phiên bản 2.0 vẫn dùng máy cũ cho công suất 165 mã lực. Trong khi đó, bản 2.5Q này đã có động cơ mới FKB 2.5 lít 4 xi lanh Dynamic Force, đạp khí tự nhiên, sản sinh công suất 202 mã lực và mô men xoắn 250 Nm, đi kèm là hộp số tự động 8 cấp. Đặc biệt, Camry Facelift sẽ lần đầu tiên có phiên bản Hybrid 2.5HV. Phiên bản này sử dụng động cơ 2.5L nêu trên nhưng với chu kỳ Atkinson, tạo ra công suất 178 mã lực và mô men xoắn 221 Nm, cung cấp thêm sức mạnh là động cơ điện giúp Camry 2.5HV đạt tổng công suất là 211 mã lực. Khối động cơ này sẽ kết hợp với hộp số vô cấp ECVT. Toyota Camry vẫn sẽ là đối thủ đáng gờm của Kia K5, Honda Accord, Mazda 3 hay thậm chí là cả VinFast Lux A 2.0, khác phân khúc nhưng cùng tầm giá. Hiện giá bán của mẫu sedan hạng D này vẫn chưa tiết lộ, nhưng theo nhiều nguồn tin cho biết, giá của Toyota Camry 2022 dự kiến sẽ tăng mạnh. Tuy nhiên điều này cũng khó có thể xảy ra. Nếu chốt giá quá cao, Camry 2022 có thể sẽ không còn là mẫu sedan hạng D bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Còn bạn thì sao? Bạn thấy sao về mẫu xe này? Đừng ngần ngại để lại comment dưới phần bình luận để cùng nhau trao đổi. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách chia sẻ video và nhấn vào nút theo dõi kênh để đón xem nhiều clip hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!